Một phần tư thế kỷ trước, thế giới được chứng kiến một sự kiện quan trọng và hoành tráng đến khó tin khi hàng trăm ngàn người cùng xuống đường phản đối một chế độ đã mục ruỗng. Chỉ trong vài ngày, cuộc biểu tình sinh viên nhanh chóng chuyển thành một cuộc cách mạng lớn. Sau đó vài tuần, một kịch gia và là nhà bất đồng chính kiến đã trở thành tổng thống, thêm vào phần vẻ vang cho vai trò mà ông vẫn được người ta gọi là quyền lực của kẻ không quyền lực. Ngày nay, quảng trường nơi ông Václav Havel từng đọc diễn văn năm 1989 tràn ngập biểu tượng của xã hội theo chủ nghĩa tiêu thụ. Nhưng giờ, chỉ còn một số ít người hăng hái hoạt động chính trị. Người ta thích những giây phút trọng đại trong lịch sử, không khí hưng phấn, biểu tình ở quảng trường, nến, hoa và cờ. Và nay cuộc sống thường ngày có thể hơi nhàm chán, nhưng họ không muốn đấu tranh nhiều nữa. Họ có xu hướng thu mình vào cuộc sống cá nhân. 3 năm sau khi Václav Havel qua đời, lực lượng chỉ trích ông ngày càng đông đảo hơn. Hệ thống chính trị mà ông Václav Havel từng là đại diện đã chiến thắng. Nay tình hình trở lại là chủ nghĩa tư bản bình thường và nền dân chủ bị đè nén. Các phong trào phi chính trị, thậm chí phản động đang giành thắng lợi. Thế nhưng, một số người cho rằng sự mất ảo tưởng và thất vọng xã hội là truyền thống của người Czech. Tôi nghĩ phàn nàn đã trở thành thú vui chung của cả nước Czech. Chúng tôi đã quá quen với phàn nàn về các chính trị gia, về tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ngồi đó đợi mọi việc sẽ tự thay đổi, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm dịp cách mạng Nhung của Czech, nhưng cùng với đó cũng có cả biểu tình và nhiều nỗi trăn trở. Ngày 17 tháng 11 này cũng đã trở thành ngày nghỉ lễ trên toàn quốc. Một số người cho rằng Czech cuối cùng đã bước vào giai đoạn hậu cách mạng mà thiếu vắng người đàn ông đem lại thay đổi to lớn đó.